9 câu nói này chắc chắn có thể giúp nhiều người đổi đời. Hãy xem bạn đã áp dụng được bao nhiêu trong số đó. Từ cổ chí kim, những câu nói này luôn được xem là kim chỉ nam, dẫn đường cho chúng ta đến với cuộc sống an yên, bình thản. Câu nói thứ nhất, hài lòng với mọi thứ, cuộc sống sẽ luôn được vui vẻ. Người ta thường nói, biết hài lòng với mọi thứ, bạn sẽ luôn vui vẻ. Câu này quả không sai. Chúng ta sẽ cảm thấy vui vì có một tâm hồn giàu có và thoải mái. Mặc dù không có nhiều của cải, thu nhập cũng có thể không phải quá cao, nhưng việc biết đủ sẽ giúp chúng ta không phải lo lắng quá nhiều. Những người biết hài lòng với mọi thứ, tuy nghèo về vật chất, nhưng đổi lại có trái tim giàu có. Trái lại, người tham lam có khi vật chất đủ đầy, nhưng tâm hồn lại nghèo khó đến mức đáng thương. Sự giàu có thực sự, đó chính là sự giàu có về mặt tư tưởng, về tâm hồn. Câu nói thứ hai, hãy sống cho ngày hôm nay. Người mê muội sống cho ngày hôm qua, người có tham vọng sống cho ngày mai, còn người sáng suốt sẽ sống cho ngày hôm nay. Hôm qua đã là quá khứ, cũng như là tờ chi phiếu quá hạn, ngày mai thì vẫn chưa đến, giống như tờ chi phiếu không thể rút ra. Chỉ có sống cho ngày hôm nay mới là điều thực tế nhất. Câu nói thứ ba, hiểu rõ rằng bản thân mình chỉ là khách qua đường, không cần phải tính toán quá việc được mất thiệt hơn. Trong cuộc đời này, không cần thiết phải tính toán từng ly từng tí, như thế sẽ chỉ khiến bản thân mình thêm mệt mỏi. Tuổi đời không quá trăm, sầu trong lòng ngàn năm, bách sự tòng tâm khởi, nhất tiếu giải vạn sầu. Nếu bạn nghĩ được rằng tất cả chúng ta chỉ đều là khách qua đường, lướt qua cuộc sống này vội vàng, đến thế gian chỉ để loanh quanh một vòng, thì còn có chuyện gì để bạn lo lắng tính toán nữa đây? Câu thứ tư, hãy biết rõ mục tiêu sống của bản thân. Yêu cầu càng ít, tự do càng nhiều, xa hoa càng ít, thoải mái sẽ càng nhiều. Sống một cách đơn giản không hề khó, chỉ cần bạn biết sống cho chính mình, sống vì cái đẹp và làm vì hạnh phúc. Thế thì cuộc sống tự nhiên sẽ trở nên đẹp đẽ và thuận lợi hơn rất nhiều. Câu thứ năm, học cách phân biệt rõ ràng cái gì nên thêm, cái gì cần bớt. Thêm một phần vui vẻ, bớt một phần ưu tư. Thêm một phần chân thật, bớt một phần giả dối. Thêm một phần nhàn nhã, bớt một phần bận rộn. Chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ sắp xếp tốt trật tự trong cuộc sống, đồng thời đối xử tốt hơn với bản thân mình. Như thế, nội tâm của bạn sẽ ngày càng trở nên giàu có. 6. Học cách thích ứng, quan sát giữa người và sự việc. Thay đổi thái độ của bản thân để thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau, thả lỏng cho tâm trạng được thoải mái, cũng đừng bực bội, khó chịu, quá hà khắc với bản thân mình. Nhìn rõ người và sự việc, không nên tỏ ra khó chịu với bản thân mình. Nhất định phải đối xử với bản thân thật tốt, không nên sầu não. Thứ bảy, học cách lựa chọn, phân biệt nặng và nhẹ, chủ yếu và thứ yếu. Cả một đời người, có người theo đuổi những căn nhà hay pháo đài lộng lẫy, có người lại thích phong hoa tuyết nguyệt, lều hoa ghế đá, chếch choáng hơi say, hát một khúc ca, uống một ly trà, an nhàn thoải mái. Nhà ở thoải mái thuận tiện là được rồi, cần gì phải lầu trên lầu dưới. Một khúc ca, một ly trà, nuôi trồng hoa, chăm nuôi cá, hưởng thụ vẻ đẹp tự nhiên cũng là những điều vô cùng tốt đẹp.
Câu thứ 8, học cách thưởng thức, hưởng thụ tự nhiên. Có một cuộc sống đơn giản, bạn sẽ có thêm cơ hội để lắng nghe tiếng sóng vỗ, an tĩnh ngắm nhìn gió mưa, ngửa mặt trông lên sao trời, mở rộng tấm lòng. Đến một lúc nào đó, bạn bất chợt nhận ra mọi thứ tự nhiên đến với bạn thật dễ dàng. Câu thứ 9, học cách lèo lái cuộc sống của bản thân. Chúng ta không cần thiết phải lăn lộn mỗi ngày, cũng không phải mỗi ngày đều phải chịu khổ, mà là hưởng thụ từng ngày một, từng ngày một. Đây cũng chính là kinh doanh ngày tháng của bản thân mình. Có một trái tim đơn giản cũng là có suy nghĩ kinh doanh cuộc sống. Có một cuộc sống đơn giản, bạn sẽ có thời gian hưởng thụ cuộc đời. Trần thế có quá nhiều hỉ nộ, có quá nhiều buồn vui, cũng có quá nhiều phiền não và đau khổ. Vì vậy, bạn phải sống thật đơn giản mới có thể vui vẻ, thoải mái. Nếu đột ngột tỉnh dậy và nhận ra không có gì xung quanh mình là thực, bạn sẽ làm gì? Cuộc sống này cũng chỉ như một giấc mộng mà thôi. Ở Ấn Độ, người ta kể một câu chuyện về điều này. Có một tín đồ sốt sắng của thần Vishnu cầu nguyện ngày đêm để thấy được thượng đế của anh ta. Một đêm nọ, lời nguyện cầu của anh ta được chấp nhận và thần Vishnu đã xuất hiện với anh. Thành kính quỳ xuống, người tín đồ thốt lên: "Con sẽ làm bất kỳ điều gì vì ngài, thượng đế của con, hãy ra lệnh đi ạ." "Con có thể lấy cho ta một ly nước không?" Thần Vishnu trả lời. Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên về lời yêu cầu, người tín đồ ngay lập tức cố hết sức chạy thật nhanh ra ngoài sông. Khi anh đến đó và quỳ xuống để múc nước, anh nhìn thấy một cô gái đẹp đang đứng trên hòn đảo giữa sông. Người tín đồ ngay lập tức cảm thấy phải lòng cô gái một cách mãnh liệt. Anh chụp lấy một con thuyền và bơi về phía cô gái. Cô đáp lại anh và hai người kết hôn. Họ có những đứa con và một ngôi nhà trên đảo. Người tín đồ trở nên giàu có, miệt mài với công việc kinh doanh của mình vì ông là một thương nhân. Nhiều năm sau, một cơn bão khổng lồ ập đến và phá hủy toàn bộ hòn đảo. Thương gia bị cuốn trôi theo cơn bão, gần như bị chết đuối, nhưng ông vẫn bình tĩnh lấy lại nhận thức. Tại vị trí, nơi mà mình đã từng cầu khẩn để được gặp Thượng Đế, toàn bộ cuộc sống của ông gồm nhà cửa, vợ và những đứa con dường như chưa từng xảy ra. Đột nhiên, ông ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy thần Vishnu đang đứng đó trong ánh hào quang của ngài. Thần Vishnu nói: "Con đã đi lấy cho ta một ly nước chưa?" Nếu cuộc sống này tất cả chỉ là một giấc mộng, vậy thì những lo toan, những toan tính của bạn có đáng chăng?